Hello, chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Chi sẽ có một chủ đề liên quan đến tình yêu cho vui vui một chút, thay đổi không khí một chút. Cũng là một cái chủ đề tổng quan thôi, một chủ đề vui vui thôi, đó là miêu tả cái mối quan hệ tiếp theo của các bạn, miêu tả cái mối quan hệ tình cảm tiếp theo của các bạn. Thì ngày hôm nay Chi sẽ có ba tụ bài. Đây là ba chai tinh dầu. Tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Các bạn có thể chọn tụ ha. Chị sẽ để sáng lên một chút cho các bạn chọn. Làm nào để sáng nhỉ? Đây. 1, 2, 3. Ok. Các bạn có thể dừng lại để chọn tụ ha. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc chọn tụ thì các bạn có thể nhắm mắt lại, hít thở những cái hơi thật là sâu để cho mình calming lại, để cho mình bình tĩnh lại, hoặc là để cho mình có thể soothing cái energy của mình, làm mềm lại cái nguồn năng lượng của mình. Sau đó là các bạn có thể hỏi trong đầu câu hỏi là cái mối quan hệ tiếp theo của mình sẽ là mối quan hệ như thế nào. Hỏi vui vui thôi, có thể là các bạn độc thân hoặc có thể các bạn đang trong một cái mối quan hệ thì rất có thể là đây sẽ là cái trạng thái của cái mối quan hệ mà các bạn đang ở trong á, ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, thì đó là tùy vào cái nguồn năng lượng của các bạn, cái sự liên quan của các bạn. Đây là một cái chủ đề chung, cho nên nếu các bạn cảm thấy là câu chuyện nó không cần thiết đối với mình hoặc là không liên quan đối với mình thì các bạn có thể bỏ qua video này ha. Ok, thì sẽ đến với tụ đầu tiên, tụ 1. Tụ 1 ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chai tinh dầu với họ citrus. Chai tinh dầu cam, chanh, bưởi. Ok, chúng ta sẽ xem là miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Mối quan hệ tiếp theo của các bạn sẽ như thế nào? Kết nối với tất cả các bạn tụ 1, mối quan hệ tiếp theo của các bạn sẽ như thế nào? Mối quan hệ tiếp theo của các bạn sẽ như thế nào? Mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ 1 sẽ như thế nào? Chị cảm thấy cái nguồn năng lượng chưa gì cảm thấy cái nguồn năng lượng của cái tụ này rất là trẻ trung. Một là các bạn còn đang rất là trẻ và các bạn chọn tụ này. Tuổi của các bạn có thể dưới 25 chẳng hạn, hoặc dưới 22, thậm chí là dưới dưới 20. À, hoặc là có thể là các bạn sắp tới các bạn sẽ yêu một cái người trẻ hơn mình, hoặc là các bạn đang yêu một cái người trẻ hơn mình. Thì sắp tới cái nguồn năng lượng của cái mối quan hệ này nó rất là trẻ trung, nó rất là tươi mới. Đây là một cái trải bài mà nếu như có thể dành cho các bạn độc thân đang không có ai, hoặc là có thể đây là một cái trạng thái của cái mối quan hệ trong trong khoảng thời gian sắp tới của các bạn. Tùy thuộc các bạn cảm thấy có liên quan đến mình hay không ha. Đây là một cái nguồn năng lượng mà rất là trẻ trung, có thể sắp tới các bạn quyết định làm mới lại cho cái nguồn năng lượng của mình và các bạn gặp cái người này, hoặc là nếu như các bạn đang trong cái mối quan hệ rồi thì rất có thể là cái mối quan hệ này sắp tới nó sẽ trẻ trung hơn, nó sẽ được refresh làm mới lại hơn rất là nhiều. Miêu tả mối quan hệ sắp tới của các bạn. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo hoặc mối quan hệ ở thời điểm sắp tới. Miêu tả. Nguồn năng lượng mối quan hệ sắp tới của các bạn. Miêu tả nguồn năng lượng, miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Tụ 1. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Chọn tụ 1. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Chọn tụ 1. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Chọn tụ 1. Cái lá mà Chi lật lên là cái lá retreat. Chi cứ cảm giác là muốn để cái lá đấy vào đây, nhưng mà xong rồi Chi cảm thấy là Chi sẽ nhớ đến cái thông điệp đó, cho nên là Chi bỏ cái lá đó ra ngoài.
nguồn năng lượng mối quan hệ tiếp theo của bạn chọn tụ 1. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của bạn chọn tụ 1. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của bạn chọn tụ 1. Ok, chúng ta sẽ xem nhé. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của bạn tụ 1 nào. Các bạn có Knight of Wands. Yeah, mấy nguồn năng lượng rất là trẻ trung, nhiệt huyết. Các bạn là Queen of Pentacles. Tôi có cảm giác những cái người này họ trẻ hơn bạn ấy. Kể cả là bạn là giới tính gì đi chăng nữa thì chị cũng có cảm giác là cái người mà sắp tới đến với bạn hoặc là cái mối quan hệ sắp tới đến với bạn nó sẽ rất là trẻ. The Moon lại một cái Knight of Swords nữa và nó sẽ đến rất là nhanh. Five of Swords, ok. Eight of Pentacles. The Fool. Các bạn biết sao không? Chị cảm giác như là cái mối quan hệ tiếp theo của các bạn sẽ là một cái mối quan hệ kiểu như là nói sao ta, nó sẽ như kiểu là các bạn đóng cái vai trò nuôi dưỡng cho cái người này rất là nhiều ấy. Cái vai trò kiểu như là cái nguồn năng lượng của các bạn làm chi cảm giác như các bạn rất là nuôi dưỡng, cho dù các bạn là giới tính gì đi chăng nữa nhá, các bạn rất là nuôi dưỡng. Các bạn, cái cảm xúc của các bạn khá là nhạy cảm, có thể là các bạn thuộc cung nước hoặc cũng có thể các bạn thuộc cung đất hay bất kỳ một cung nào. Hoặc là cung của người đó. Người đó thì chỉ cảm giác như cái người đó họ có thể là thuộc cung khí nữa. Thì cái nguồn năng lượng của cái người này kiểu như là cái nguồn năng lượng của, một là nguồn năng lượng của Sagittarius, là nguồn năng lượng của Nhân Mã ấy. Hoặc là Sagittarius có phải Nhân Mã nhỉ? Đúng rồi. Nguồn năng lượng của Nhân Mã hoặc là cái nguồn năng lượng của Aquarius á. Một cái nguồn năng lượng mà rất là tiến tới, một cái nguồn năng lượng rất là trải nghiệm, một cái nguồn năng lượng nó rất là vui vẻ, nó rất là hào phóng, nó rất là vui tươi, nó rất là hồn nhiên. Và các bạn là một cái người mà điềm hơn ở trong cái mối quan hệ mới này. Các bạn là một cái người mà mang lại cái nguồn năng lượng nuôi dưỡng hơn, cân bằng hơn. Và cũng chính vì thế mà cái nguồn năng lượng của cái mối quan hệ này nó rất là cân bằng. Và đây là một cái mối quan hệ mà có, cái mối quan hệ sắp tới của các bạn có thể là một cái mối quan hệ mà đi khá là xa. Chứ không nói rằng là từ giờ đến cuối đời hay là các bạn có thể lấy nhau các thứ này kia, nhưng mà cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ khá là cam kết. Các bạn cảm nhận được cái sự cam kết ở trong cái mối quan hệ này ở sắp tới. Và các bạn cùng cam kết với nhau trong cái việc là làm việc và cân bằng cái mối quan hệ này. Đây là một cái mối quan hệ đúng kiểu là bù trừ cho nhau ấy. Một người thì rất là kiểu như là có cái nguồn năng lượng của Knight ấy, cái nguồn năng lượng mà nó cứ hùng hổ, nó cứ hồn nhiên, nó cứ The Fool, nó cứ vui tươi, nó cứ mạo hiểm về phía trước. Còn cái nguồn năng lượng của các bạn là cái nguồn năng lượng nó rất là nuôi dưỡng, nó rất là calming, điềm tĩnh hơn, nó điềm cái mối quan hệ này lại, mọi thứ nó cân bằng cho nhau rất là tốt trong cái mối quan hệ này. Có một cái là chị cảm nhận được là bạn vẫn còn một cái sự sợ hãi nào đó ở trong cái nguồn năng lượng của mình. Bạn vẫn còn giấu đi một cái sự bên ngoài. Bạn là một cái người mà có một cái cảm, có một cái hình tượng, một cái năng lượng rất là điềm, rất là cân bằng, rất là kiểu như là Queen of Pentacles, rất là điềm tĩnh, rất là vững chãi, rất là hấp dẫn theo cái kiểu là kiên nhẫn và điềm tĩnh, cân bằng. Nhưng mà bên trong bạn vẫn còn một cái nỗi sợ hãi, bên trong bạn những cái suy nghĩ của bạn nó vẫn còn một số những cái suy nghĩ tiêu cực về những cái mối quan hệ cũ. Và có thể là cái người này là một cái người mà các bạn đã từng gặp rồi, hoặc là có thể cái kiểu của người này các bạn đã từng trải qua rồi và bạn sợ hãi một lần nữa. Mặc dù là các bạn rất là được thu hút bởi cái người này, nhưng các bạn sợ hãi một lần nữa là cái mối quan hệ trước của các bạn á, cái người đó cũng như vậy, cũng có một cái hình tượng kiểu như vậy, thì mình có ok với cái mối quan hệ này hay không. Thì ở đây cái lời khuyên của các bạn là chị cảm giác những cái lời khuyên này, cái lời khuyên mà chị cảm nhận được trên những cái lá bài này thôi nhá. Còn cái quyết định vẫn nằm trong cái quyết định của các bạn, quyết định bước vào cái mối quan hệ này hay không, hay tiếp tục mối quan hệ này không, vẫn nằm ở trong cái quyền quyết định của các bạn. Nhưng chị cảm giác là đây sẽ là một cái mối quan hệ mà khiến cho các bạn có thể cân bằng lại được cái nỗi sợ đó của mình, có thể nhận biết ra cái nỗi sợ đó của mình và giải phóng cái nỗi sợ đó của mình. Tất có nghĩa là ở trong cái mối quan hệ cũ, các bạn chưa hề yêu và biết cái cách awareness, có nghĩa là biết cái cách quan sát cái mối quan hệ của mình, biết cái cách quan sát cái cảm xúc của mình. Nhưng ở trong cái mối quan hệ mới này, chị có cảm giác là các bạn sẽ quan sát được cái điều đó. Các bạn sẽ quan sát được những cái nỗi sợ của mình, quan sát được những cái cảm xúc vòng lặp của mình, và các bạn sẽ tự giác cân bằng và giải phóng nó.
chữa lành cho những cái mối cho những cái vết thương cũ của mình thông qua cái mối quan hệ này. Chưa chắc cái mối quan hệ này nó sẽ gọi là the one của các bạn đâu, nhưng mà thông qua cái mối quan hệ này, chị cảm giác những cái người này sẽ giúp cho bạn nhìn lại được rất là nhiều những cái nỗi sợ hãi của mình, những cái việc là các bạn đã từng sợ hãi bị bỏ rơi bởi một cái người mà họ cứ, nói chung là như cái nguồn năng lượng của nhân mã cứ đi hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, hoặc là chị không có judging hay phán xét gì ở đây nhá, không phải là cứ đi hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác theo cái kiểu là tiêu cực đâu, mà có nghĩa là họ rất là fun, họ rất là adventurous, họ rất là trải nghiệm, họ rất là muốn có cái sự trải nghiệm và tự do trong cái cuộc sống của họ, và bạn sợ rằng là bạn không có giữ nổi chân của họ. Và có cảm giác như là, chị có cảm giác như là ở trong cái mối quan hệ này bạn sẽ cân bằng lại cái điều đó, bạn sẽ nhận biết được tất cả những cái điều đó và biết đủ cái sự, đủ cái awareness, đủ cái sự nhận thức để mà hiểu rằng là tất cả những cái mối quan hệ nó là cái sự phản chiếu cái nguồn năng lượng của mình, và nó đến để mà giúp cho mình học được những cái bài học, gỡ bỏ và giải phóng được những cái tổn thương cũ của mình ở cái thời điểm mà các bạn đã bắt đầu biết yêu một cách quan sát ạ, một cách nhận thức ạ, thì các bạn sẽ nhận ra cái điều đó và các bạn sẽ nhận ra rất là nhiều những cái vòng lặp của mình. Và cái lá Eight of Pentacles ở đây, ngoài cái việc là chị thấy rằng là cả bạn và cái người này là những cái người mà rất là, nói chung là có cái sự ổn định trong cái tài chính vật chất của mình, mặc dù là cái người, mặc dù là có thể là cái người kia họ bề ngoài thì họ nhìn rất là adventurous, rất là trải nghiệm, rất là tự do, vui thích với cái cuộc sống của mình, nhưng mà họ cũng có một cái, nhất định có một cái nguồn tài chính hoặc là cái sự ổn định về về công việc nhất định. Cho nên là họ là một cái người mà làm việc khá là chăm chỉ. Ngoài cái việc đó ra thì chị thấy rằng là trong cái mối quan hệ này, đây cũng là một cái nguồn năng lượng mà các bạn cùng nhau làm việc ở trong cái mối quan hệ này, cùng nhau bỏ cái sức, bỏ cái nguồn năng lượng, bỏ cái công sức để mà xây dựng cái mối quan hệ này ngay từ ban đầu. Các bạn cũng có 7 ly. Các bạn có 3 kiếm. Các bạn có King of Swords, vua kiếm. Cái người này rất có thể là họ thuộc cung khí như chị đã nói nhá, thiên bình, bảo bình, song tử. Một cái người mà rất yêu thích, một cái người mà rất yêu thích cái sự trải nghiệm và tự do ở trong cái cuộc sống của họ. Không có nghĩa là họ là những kiểu như là những cái người xấu ở trong những cái mối quan hệ đâu nhá, chị không nói như thế, nhưng mà chị nói rằng là đây là một cái người mà họ khá là tôn trọng cái sự tự do của cả hai người ở trong một cái mối quan hệ. Và ở đây họ là một cái người mà chị thấy rằng là họ là một cái người rất là thông minh. Những cái suy nghĩ, những cái logic của họ, bạn sẽ bị attract, bạn sẽ bị thu hút vào họ bởi cái cách mà họ nói chuyện. Chị cảm thấy ở đây rằng là bạn sẽ rất bị thu hút bởi cái cách mà họ nói chuyện, một cái sự thông minh ở trong cái suy nghĩ của họ. Mặc dù là tuổi của họ còn trẻ, nhưng mà họ đã là King of Swords, có nghĩa là họ là một cái người mà suy nghĩ rất là thấu đáo, họ là một cái người rất là quý ông, họ là một gentleman, họ là một cái người mà rất là có cái trách nhiệm cũng như là có cái sự ga lăng đối với phụ nữ, hoặc là nếu như họ là nữ thì họ cũng rất là ga lăng đối với phụ nữ hoặc là đàn ông, những cái người mà có nhiều masculine ở trong mình á. Đó, họ rất là ga lăng. Và ở đây chị thấy rằng là bạn sẽ làm việc với vòng lặp của mình ở trong cái mối quan hệ này rất là nhiều. Không phải là bởi vì họ mang cái tổn thương đó đến với bạn một lần nữa, mà là bởi vì cái nỗi sợ của bạn làm cho bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái vòng lặp cảm xúc, cái vòng lặp tiêu cực về cảm xúc cũng như là suy nghĩ của bạn trong một cái mối quan hệ. Và bạn sẽ giải phóng được cái điều này. Và họ sẽ là cái người mà họ hiểu. Chị thấy ở đây họ rất là hiểu cái điều này. Khi mà bạn tâm sự với họ và mở lòng với họ, họ sẽ là cái người rất hiểu cái điều này, hoặc là họ nghe ở đâu đó rồi, hoặc là họ hiểu cái vấn đề này. Mặc dù tuổi của họ rất là còn trẻ, nhưng mà họ cũng đã trải qua một số những cái tổn thương đủ để họ hiểu những cái gì mà bạn phải trải qua. Cho nên là họ sẽ là cái người mà khá là lắng nghe. Có thể là bạn đã từng bị phản bội, hoặc là họ từng bị phản bội rồi bởi một người thứ ba rồi, hoặc là cả hai bạn đều bị tổn thương từ cái những mối quan hệ bị phản bội và bị bỏ rơi. Cho nên là các bạn rất là hiểu nhau và các bạn đến với nhau một cách rất là thấu cảm. Cái nguồn năng lượng của cái lá 7 ly ở trong cái lá bài này làm cho chị cảm giác như là hai người rất là thấu cảm bởi những cái quá khứ của nhau á. Cho nên là đây là một cái nguồn năng lượng mà nó như kiểu là các bạn đến với nhau như những người bạn ấy. Có thể là start off, có thể là bước đầu các bạn sẽ đến với nhau như những cái người bạn, chỉ là xuất phát điểm từ những cái người bạn chia sẻ với nhau, rồi sau đó lại gần nhau hơn, và sau đó bắt đầu vào một cái mối quan hệ. Các bạn có 5 xu. Năm
Financial material changes. Yeah. Các bạn có 8 gậy. Các bạn có destiny. Yeah, và các bạn có intuition. Thì sẽ lật hết bài lên. Các bạn có let go of control issue. Yeah, các bạn có trust. Đây sẽ là một cái mối quan hệ mà nó chữa lành cái niềm tin vào tình cảm cho các bạn rất là nhiều, vào tình yêu cho các bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ hiểu rằng là thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là tình yêu vô điều kiện. Các bạn sẽ không cảm giác như là bản thân mình lúc nào cũng sợ hãi bị phản bội. Các bạn sẽ tha thứ, học cái cách tha thứ cho những cái mối quan hệ cũ, cho những cái vết thương cũ. Các bạn sẽ học cái cách tin tưởng hơn vào cái tình cảm của mình. Và các bạn biết rằng là cho dù là các bạn có đến với cái mối quan hệ nào đi chăng nữa, và bạn có trải qua thử thách nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ mở lòng với tất cả những cái câu chuyện tình cảm, với những cái thử thách, với những cái vòng lặp, để các bạn có thể giải phóng toàn bộ nó. Hoặc là thậm chí là không cần thiết là phải giải phóng được toàn bộ và triệt để trong một cái mối quan hệ, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn cân bằng lại rất là nhiều và mở lòng mình yêu thương hơn rất là nhiều, bởi vì bạn hoàn toàn xứng đáng với một cái mối quan hệ mới. Các bạn có love yourself first và getting to know each other. Có thể là các bạn đang quen biết cái người này rồi. Có thể là tất cả những cái gì mà Chi vừa mới kể ra là các bạn đang quen cái người này rồi, và sắp tới các bạn sẽ... Chi thì Chi nhìn thấy là cái tình trạng này nó vẫn sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian nữa. Có thể là các bạn chưa có bước vào chính thức với cái người này, hoặc là sắp tới khi mà bạn gặp cái người này thì sẽ dành ra một cái khoảng thời gian khá là lâu để có thể quyết định xem là có bước tới với nhau hay không. Thậm chí là có thể cái mối quan hệ này các bạn không chính thức bước vào cái mối quan hệ với nhau, nhưng tự nhiên bạn sẽ có một cái người tri kỷ với bạn. Bạn sẽ có một cái người mà ở bên cạnh bạn để giúp cho bạn yêu chính bản thân bạn nhiều hơn, giải phóng những cái tổn thương ở trong bạn nhiều hơn. Và bản thân cái nguồn năng lượng nuôi dưỡng của bạn cũng sẽ giúp đỡ cái người này rất là nhiều trong cái nguồn năng lượng của họ, trong những cái tổn thương của họ. Và đây là một cái mối quan hệ mà destiny, một cái mối quan hệ được sắp đặt để đến với bạn vào đúng cái khoảng thời điểm này, hoặc là cái khoảng thời điểm sắp tới, trong một vài tháng tới. Đúng, không nhất thiết nó sẽ diễn ra rất là nhanh, nhất là có cái nhiều cái nguồn năng lượng của Knight of Swords này, Knight of Wands ở đây, thì có thể là nó trong vài tuần tới nữa thôi nó sẽ xảy ra, hoặc là nó đang xảy ra rồi, và vài tuần tới nó sẽ có nhiều những cái vòng lặp để cho bạn có thể nhận biết được tất cả những cái câu chuyện mà Chi vừa kể ra ở bên trên. Và trong cái khoảng thời điểm này có thể là các bạn, cả hai bạn đang ở trong rất nhiều số 5 hiện lên ở đây, cực kỳ nhiều số 5 ở đây. Cho nên là đây là một cái mối quan hệ mà nó được destined, nó được định mệnh để sắp xếp trong cái khoảng thời gian các bạn đang chuyển giao này, đang thay đổi rất là nhiều thứ này. Tự nhiên có một cái helper of emotion, có một cái người mà để cho thêm cái gia vị vào trong cái cảm xúc của các bạn. Và cái điều này là một cái điều rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ dành những cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau, dành những khoảng thời gian mà ở bên cạnh nhau, và bạn sẽ quan sát được rất nhiều cái nỗi sợ của mình trong cái lúc mà tìm hiểu cái người này. Và hãy quan sát nó và giải phóng nó, chữa lành cho nó, tìm lại xem là cái cảm xúc này, cái sự sợ hãi này nó đến từ cái vết thương sâu gốc nào, và giải phóng cho cái vết thương sâu gốc đó. Giải phóng tất cả những cái cảm xúc của mình, tất cả những cái cảm xúc còn nén đọng lại từ những cái vết thương sâu gốc đó. Các bạn có receive with love and appreciation. Hãy biết ơn vì cái phước lành này, biết ơn về cái mối quan hệ này. Hãy nhìn nó với một cái góc nhìn mà tích cực, nhìn nó với một cái góc nhìn phước lành, nhìn nó với một cái góc nhìn biết ơn, thay vì là lại sợ hãi, hoặc là thay vì là nhìn tất cả những cái điều nó hiện ra lại trong cái mối quan hệ này một lần nữa bằng cái một cái con mắt tiêu cực. Thì hãy để cho mình, cái tâm trí của mình ở trong cái trạng thái là quan sát, nhận biết và giải phóng. Appreciate this moment này, các bạn đang được thôi thúc để mà biết ơn những cái gì đang xảy ra với mình. Với rất nhiều bạn ở trong cái tụ này, có thể là các bạn đang trải qua cái mối quan hệ này rồi, đang ở trong cái tình trạng rằng là cái người này đến và bạn không biết rằng cái mối quan hệ này nó sẽ đi về đâu, hay là không biết rằng là tại sao nó lại đến với mình, hay sao cái người này nó lại đến vào cái thời điểm này. Thì hãy tin rằng là đến đúng vào cái thời điểm mà các bạn đang chuyển giao và các bạn đang cần phải giải phóng rất là nhiều những cái vết thương cũ. Và cái người này sẽ là một cái người mà thậm chí là trong cái khoảng thời điểm mà này, cái khoảng thời điểm buồn chán hoặc là lạc lối của bạn, trong cái lúc mà các bạn cảm thấy là lạc lõng, trong khi mà các bạn đang xoay chuyển nhiều như thế này, thì cái người này sắp tới họ sẽ mang lại rất là nhiều những cái gia vị nó mặn mà hơn ở trong cái cuộc sống của các bạn, nó adventure hơn, nó trải nghiệm hơn. Nó có thể là họ sẽ như cái lá retreat vừa nãy mà Chi nói là Chi muốn để vào đấy, có thể là họ sẽ đưa bạn đi tới những cái vùng đất mới, hoặc là những cái trải nghiệm mới, những cái mà các bạn chưa làm bao giờ chẳng hạn. Bởi vì có thể là các bạn thuộc một cái cung đất
nào đó mà các bạn luôn luôn rất là cảm thấy là phải an toàn ở trong cái vùng đất của mình, và các bạn không muốn trải nghiệm quá nhiều, ngại trải nghiệm nhiều, hoặc là sau đó thì cái người này họ sẽ đưa bạn ra khỏi cái vùng an toàn của các bạn và khiến cho các bạn trải nghiệm cuộc sống này với cái con mắt khác, với một cái niềm tin mới hơn rất là nhiều. Have patience and spend quality time together. Hãy trân trọng cái giây phút này. Hãy trân trọng cái khoảng thời gian mà các bạn đang tìm hiểu nhau. Thường thường thì mọi người, bản thân Chi cũng thế, lặp vào rất nhiều những cái vòng lặp là đến với nhau, cảm thấy thích nhau, cảm thấy tiếng sét đã thành, thế là lao vào một cái mối quan hệ mà chưa tìm hiểu nhau, chưa có những cái buổi date với nhau, chưa có những cái buổi hẹn hò và thực sự dành những cái khoảng thời gian chất lượng để mà nói chuyện sâu hơn với nhau, để mà tìm hiểu sâu hơn, đích đào sâu hơn xem là bản thân chúng ta rung động ở những cái tần số nào, xem là chúng ta mang lại những cái điều gì mà để cho nhau phải học tập nhau chẳng hạn, hoặc là soi chiếu được những cái điều gì ở trong nhau chẳng hạn. Hãy dành biết ơn cái khoảng thời gian mà nó chưa có kết quả, hoặc là nó chưa có một câu trả lời rõ ràng. Hãy biết ơn cái điều đó, vì nó sẽ là cái khoảng thời gian mà các bạn sẽ nhìn nhận, soi chiếu và tìm hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình, về người ta và về cái một cái mối quan hệ tình cảm rất rất là nhiều, và hãy có kiên nhẫn với cái điều đó. À, đó là tất cả những cái gì mà chị dành cho các bạn ngày hôm nay, các bạn tụ một. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã like, đã subscribe, comment, trò chuyện với Chi, hay là ủng hộ donate cho kênh của Chi. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Bây giờ Chi sẽ đến với tụ hai và hẹn gặp lại các bạn tụ một vào video lần sau. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn chọn chai tinh dầu màu đỏ này. Chai này thì trong đó nó là một nửa cái chai này chỉ chắt sang. Nó cũng là dòng citrus, nó cũng là họ vitamin C, chanh rồi là cam rồi bưởi. Đó. Thì bây giờ chị sẽ trải bài cho các bạn tụ hai. Chị cũng sẽ trải bài hết rồi sau đó lật bài và đọc bài cho các bạn. Giống như mọi lần. Ok. Mối quan hệ, miêu tả mối quan hệ sắp tới hoặc là tiếp theo. Các bạn tụ 2. Miêu tả mối quan hệ sắp tới hoặc tiếp theo của tụ 2. Oopsie. Tới miêu tả mối quan hệ tiếp theo của tụ 2. Các bạn chọn tụ 2, kết nối với các bạn chọn tụ 2 để miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo hoặc mối quan hệ sắp tới của các bạn tụ 2. Năng lượng của mối quan hệ sắp tới của các bạn tụ 2. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ hai. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ hai. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ hai. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo các bạn tụ hai. Miêu tả mối quan hệ tình cảm tiếp theo các bạn tụ hai. Ok. Bây giờ chị sẽ đến với trải bài. Mọi người ơi, đây là trải bài chung cho nên là mọi người hãy nhận thông điệp một cách rộng mở. Nếu như bạn cảm thấy không liên quan đến câu chuyện này thì có thể bỏ qua
Ha, cái trả bài này sẽ dành cho các bạn độc thân muốn biết về mối quan hệ sắp tới của mình, hoặc là các bạn đang có đối tượng chưa bước vào mối quan hệ chính thức nếu có liên quan đến câu chuyện của mình, hoặc là các bạn đang trong một cái mối quan hệ rồi và các bạn muốn xem là cái năng lượng tiếp theo trong cái mối quan hệ này của mình như thế nào, thì cái trả bài này cũng có thể liên quan tới cái nguồn năng lượng đó. Các bạn có 9 ly. Wow. Một cái nguồn năng lượng của các bạn có 6 kiếm. Một cái nguồn năng lượng khá là ngọt ngào và được trân trọng. Hai cái lá đầu tiên lại là cái lá 69 đó các bạn ạ. Chị cảm giác như là vào những cái tension, những cái hơi nóng ở trong cái mối quan hệ này nó xuất hiện ngay từ hai cái lá đầu tiên. Nhưng mà những cái hơi nóng này á, khi mà chị nhìn vào những cái lá bài á, các bạn có thể nhìn thấy cái cách mà cái người đàn ông nhìn cái người phụ nữ, nó nghĩa là rất là muốn lắng nghe, rất là muốn trân trọng, rất là muốn tìm hiểu. Và kể cả cái lá này cũng thế, kể cả là đây là lá 6 kiếm, nhưng mà cái nguồn năng lượng của cái lá này, cái người này nhìn cái người phụ nữ này á, nó rất là chân thành, nó rất là trân trọng, nó rất là muốn hiểu xem là cái người này họ muốn cái gì hay không. Cho dù là các bạn đang xem là các bạn thuộc giới tính nào nhá, thì các bạn cũng sẽ gặp một cái người mà họ rất là muốn biết xem là bạn đang nghĩ cái gì, bạn đang cảm thấy thực sự như thế nào. Họ rất là trân trọng cái cảm xúc và cái suy nghĩ thật của các bạn, cho nên là các bạn họ rất là muốn biết. Mặc dù là bản thân chị cảm thấy rằng là những bạn đang nghe tụ á, các bạn cảm thấy rất là khó để mở lòng ngay từ những cái ngày đầu tiên ở trong những cái mối quan hệ khi mà bước vào chính thức, các bạn cảm thấy là rất là khó để mà thực sự mở lòng mình ra. Nhưng mà cái người này họ rất là kiên nhẫn với bạn. Các bạn có The Hierophant. Và chị có cảm giác như là cái người này họ lớn tuổi hơn bạn và có thể lớn tuổi hơn khá nhiều. Và các bạn có 10 kiếm. Wow. Ok. Chị sẽ mở hết tarot lên. Các bạn có Two of Pentacles. Hai xu. Chị hiểu vì sao là các bạn rất khó mở lòng. Các bạn có Justice. Các bạn có The Emperor, yeah. Cái mối quan hệ sắp tới của các bạn khác với tụ một, cái sự trẻ trung của cái người sắp đến với tụ một á, thì cái người này lại là ngược lại hoàn toàn. Một cái nguồn năng lượng khá là già dặn và vững chãi. Các bạn lại có Queen of Cups này. Các bạn có Four of Wands và The Star. Đây sẽ là một cái nguồn năng lượng, một cái mối quan hệ mà chị cảm giác như nó là tất cả những cái gì mà các bạn mong cầu, tất cả những cái gì mà các bạn nguyện ước á, và các bạn cố gắng trong cái khoảng thời gian vừa qua, thì đây như kiểu là một cái sugar daddy của các bạn ấy. À, một cái người bố đường của các bạn, The Hangman. Bố đường ở đây chị không không nói là theo cái nghĩa kia, theo cái kiểu như là các bạn sugar daddy hay là quen một cái người nào đó vì tiền. Chị không đánh giá tất cả những cái đó, cho dù các bạn có là cái đó hay không thì chị cũng không phán xét và đánh giá các bạn ở đây. Chị chỉ nói rằng là có cái nguồn năng lượng đó ở đây, hoặc có một cái nguồn năng lượng là bạn sẽ quen một cái người đàn ông hoặc một cái người đàn bà mà hơn tuổi mình. Các bạn sẽ quen một cái người nào đó hơn mình khá là nhiều tuổi, vững chắc hơn mình rất là nhiều, bởi vì cái nguồn năng lượng của các bạn khá là vững chắc. Cho nên các bạn gặp được một cái người mà cùng tần số với mình, các bạn đã trải qua, ôi trời, rất nhiều tổn thương. Chỉ cảm giác như các bạn trải qua rất nhiều tổn thương đủ để các bạn cảm thấy rất khó để mở lòng trong một cái mối quan hệ. Nhưng chính vì thế mà các bạn mới gặp được cái người này. Đó là khi mà các bạn đi qua rất là nhiều tổn thương rồi, nhưng các bạn luôn có một cái ý thức Queen of Cup ở đây, cân bằng lại cái cảm xúc của mình, chữa lành cho chính bản thân mình. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây cái lá 10 kiếm này, các bạn đã đi qua rất là nhiều tổn thương, các bạn tự ngồi ở trong phòng, các bạn tự quay lưng đi và chữa lành cho mình. Mặc dù là những cái người kia họ đã bước tiếp rồi, hoặc là họ phản bội bạn hay là sao đó, nhưng mà bạn vẫn tự không muốn làm phiền ai cả. Và cái năng lượng này là một cái năng lượng của một cái người mà không muốn làm phiền ai và có cái ý thức tự chữa lành cho chính bản thân mình, tự mạnh mẽ đứng lên á. Và đây là một cái điều mà các bạn phải cân bằng nhá. Các bạn tự đứng lên mạnh mẽ chữa lành cho bản thân mình là rất tốt, nhưng nếu các bạn cần một cái sự giúp đỡ hoặc cần một cái sự chia sẻ nào đó thì hãy mở lòng ra với người khác để người khác có thể giúp đỡ bạn, và cái hành trình chữa lành của các bạn nó sẽ được rút ngắn hơn rất là nhiều, nó sẽ giải phóng nhanh hơn rất là nhiều nếu như bạn chịu chia sẻ và cái cho những cái người mà đủ cái sức lắng nghe, cho những cái người mà sẵn sàng lắng nghe bạn và mong muốn lắng nghe bạn. Và cái người sắp tới đây sẽ là một cái người như vậy.
cái người mà bạn sắp gặp hoặc là các bạn đang gặp rồi mới tìm hiểu người ta, hoặc là sắp gặp người ta trong khoảng thời gian vài tháng nữa hoặc là trong 1 năm nữa, bởi vì chị cảm nhận cái nguồn năng lượng này nó khá là lâu, nhưng mà nó đi rất là vững chắc. Nếu như bạn chưa gặp cái người này thì có thể là trong khoảng tầm vài tháng tới gần nửa năm hoặc là tới 1 năm nữa bạn sẽ gặp cái người này. Và đây là một cái mối quan hệ mà cái người này á, họ sẽ làm cho bạn mở cái trái tim, mở cái tấm lòng, mở cái lòng của bạn ra để bạn chia sẻ. Là một cái nàng công chúa được đánh thức bởi một cái kiểu như là một cái hình ảnh của một cái con thú mà nó rất là điềm ấy. Kiểu như các bạn cảm giác như là một cái con sư tử hoặc là một cái con gấu hoặc là một cái con sói, trông nó rất là già dặn vững chãi, rất là nhưng mà rất là điển trai nhá. Cái lá The Emperor và cái Hierophant ở đây là một cái người mà và tất cả những cái gì nó hiện lên ở đây, chị cảm giác như cái người này sẽ rất là đẹp trai, nếu như kể cả là họ già hoặc đẹp trai hoặc là đẹp gái, kể cả là họ có nhiều tuổi. Nhiều tuổi ở đây có thể là ba mấy bốn mấy hoặc là có thể là chỉ là ngoài 30 thôi, hoặc là hơn các bạn nhiều tuổi, hoặc là các bạn đã tùy thuộc theo các bạn đang bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái người này có một cái vẻ ngoài rất là đẹp, họ rất là fit, thậm chí là cái cơ thể của bạn họ trông rất là khỏe mạnh. Và cái người này họ sẽ làm cho bạn có cái cảm giác cực kỳ an toàn để mà chia sẻ cái nỗi đau của mình, để mà chia sẻ tất cả những cái gì có thể là bạn đã từng tin tưởng và chia sẻ nỗi đau cho những người khác, cho một cái đối tượng tình cảm nào đó, và bạn đã bị cái người đó phản bội và bạn hoàn toàn đóng cửa lại và không muốn chia sẻ bất kỳ một cái điều gì nữa. Nhưng cái người này họ sẽ rất là kiên nhẫn với bạn. Có thể là trong cái khoảng thời gian đầu họ sẽ không đả động hỏi bạn về bất kỳ một cái điều gì cả, nhưng mà họ sẽ tạo dựng cái niềm tin để cho bạn có thể cân bằng cái cảm xúc của mình và có thể đủ cái tự tin chia sẻ với họ ở trong cái khoảng thời gian, ở trong sau cái khoảng thời gian, sau một thời gian các bạn tìm hiểu nhau. Và cái người này với bạn đã rất có thể là khi mà gặp bạn gặp họ ở trong một cái sự kiện chúc mừng nào đó, hoặc là bạn gặp họ ở trong một cái gathering nào đó mà gặp nhiều người chẳng hạn, hoặc là bạn đang đi nghỉ ở đâu đó mà bạn gặp cái người này, hoặc là bạn khi mà bạn chuyển về một cái vùng đất nào đó bạn nhìn thấy người này, bạn gặp cái người này, hoặc là bạn chuyển nhà, hoặc là bạn đang khó khăn trong việc cân bằng những cái khía cạnh ở trong cuộc sống của mình, thì tự nhiên bạn gặp cái người này. Và cái người này có thể là thậm chí là có thể là sếp của bạn, hoặc là có thể là một người làm cùng với bạn nhưng mà họ đã đi cái chặng đường giống như bạn một cái khoảng thời gian trước bạn, một khoảng thời gian dài rồi, và bạn đủ họ đủ cái kinh nghiệm để mà hướng dẫn, để mà giúp đỡ bạn. Hoặc là thậm chí là họ giàu và họ muốn đầu tư vào bạn, hoặc là họ muốn đầu tư vào một cái dự án nào đó mà bạn mong muốn hoặc là bạn ước mơ chẳng hạn. Nói chung là bất kỳ tình huống nào mà chị vừa mới kể ra, hoặc là chỉ đơn giản là họ muốn giúp đỡ bạn thôi, và hãy mở lòng ra. Chị phải cảm nhận rằng là đây là một cái mối quan hệ mà bạn có thể tin tưởng vào cái mối quan hệ này, để có thể vì bạn xứng đáng có được cái sự giúp đỡ này trong cái khoảng thời gian này, bất kỳ là cái sự giúp đỡ về mặt tình cảm, những cái tổn thương ở trong lòng mình, hay là sự giúp đỡ về cái mặt công việc sự nghiệp, thì đây cũng là một cái mà các bạn nên mở lòng ra để cho mình có những cái cơ hội xứng đáng đến với mình, có những cái sự công bằng đến với mình. Đây là một cái sự công bằng mà vũ trụ gửi xuống cho bạn. Vì thế mà hãy mở lòng mình và có một cái niềm tin rằng là mình xứng đáng. Bởi vì có rất là nhiều bạn ở trong cái trường hợp rằng là các bạn thu hút những cái mối quan hệ mà tốt lành hơn như thế này, và khi mà nó đến thì các bạn tự nhiên các bạn lại sợ, các bạn cảm giác là mình nó too good to be true, nó quá là nó không phù hợp với mình, hoặc là liệu đây có phải là mơ hay không, hoặc là tự nhiên các bạn cảm thấy là có một cái gì đó nó chặn lại, các bạn sợ rằng là dù một ngày nào đó cái người này sẽ lại ra đi ấy, thì đó là một cái biểu hiện của cái việc là các bạn không cảm thấy mình xứng đáng, cái giá trị của mình không xứng đáng với cái việc đó, với cái sự kiến tạo mới này. Cho nên là một thời gian nó lại bay bay màu đi, là bởi vì chính các bạn làm cho cái vòng lặp đó nó quay lại. Cho nên hãy thay đổi cái niềm tin đó của mình. Các bạn có choose wisely. Đây là ở trong cái khoảng thời gian này các bạn đang ở trong rất là nhiều những cái sự xoay chuyển, ở trong rất là nhiều những cái sự lựa chọn mới trong cái con đường sự nghiệp của mình, trong cái con đường, cái chặng đường, cái hành trình của mình. Không chỉ là công việc sự nghiệp mà có thể là cái hành trình cuộc sống của mình nữa, cái hành trình tâm linh của mình nữa. Cho nên là rất có thể khi mà bạn lựa chọn một cái điều gì đó mà nằm ngoài cái vùng an toàn của bạn thì bạn lại gặp cái người này. Các bạn có recognition và reward. Yeah, cái người này sẽ là một cái người mà awareness này. Họ sẽ nhận ra được những cái vẻ đẹp của bạn, họ sẽ nhận ra được những cái mà cái nguồn năng lượng đẹp đẽ, cái sự tích cực ở bên trong cái nguồn năng lượng của bạn, thay vì là bạn
rất là hay bất an về ví dụ như là cơ thể của mình hay là cuộc sống của mình, những cái mà mình đạt được chẳng hạn, cái mình làm các bạn rất là bất an, các bạn sợ hãi hoặc là các bạn không nhận ra được những cái vẻ đẹp của chính mình, cái vẻ đẹp kể cả là bên trong lẫn bên ngoài, thì họ sẽ là những cái người, họ sẽ là cái người mà chỉ ra được cái điều đó. Thầy đưa cho bạn nhận ra được tất cả những cái điều mà bạn đã cố gắng bấy lâu nay, nhận ra những cái vẻ đẹp của bạn, nhận ra những cái điều mà bạn cố gắng, nhận ra cái hành trình của các bạn, nhận ra cái sự giá trị đến từ bên trong của các bạn. Họ cũng sẽ là cái người mà dạy cho các bạn biết cái cách sống một cách mindful hơn. Có thể là họ là một cái người mà sống rất là mindful ở cái thời điểm này, họ là một cái người thầy gì đó, hoặc là cũng có thể là họ họ là một cái người mà có cái hành trình tâm linh riêng của mình, đã trải qua cái hành trình tâm linh riêng của mình, và họ khiến cho các bạn cảm thấy rất là an toàn và học hỏi được rất là nhiều trong cái hành trình của các bạn, của riêng các bạn. Và họ sẽ dạy cho các bạn sống một cách rất là mindful, rất là chánh niệm, sống một cách rất là biết quan sát, rất là biết hưởng thụ. Các bạn có shadow, yeah. Các bạn có deception and envy. Các bạn có rejoice in celebration. Harmony, yeah. Đây là một cái mối quan hệ mà nó sẽ khiến cho các bạn phải nhận ra rằng là tất cả những cái sự sợ hãi, tất cả những cái mà nó ego của các bạn, tất cả những cái nó là cái mặt nạ của các bạn, tất cả những cái mà các bạn không thể mở lòng ra được. Và có thể là lúc đầu mà các bạn gặp cái người này hoặc là mới tiếp xúc với cái người này, các bạn sẽ tỏ ra là một người khác hoàn toàn, và người ta biết rằng là đây không phải là cái con người thật của bạn. Và thế là người ta, hoặc là ngược lại, hoặc là lúc đầu bạn gặp cái người này thì bạn đánh giá cái người này ngay lập tức, có thể là đó không phải là gu của bạn, hoặc là những cái người lớn hơn tuổi chưa bao giờ là gu của bạn, hoặc là bạn bạn cảm giác như là cái người này không phải là cái người mà sẽ tốt đối với mình, hoặc là trông họ quá là hào hoa cho nên là nó không phải dành cho mình. Nhưng mà khi mà các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn, các bạn bỏ cái mặt nạ của mình xuống, thì các bạn nhìn thấy nhau rõ hơn, và cái người này chỉ có một cái cảm giác là họ sẽ nhìn thấu cái tổn thương của bạn ngay từ những cái ngày đầu tiên khi mà tìm hiểu nhau, và họ sẽ rất là kiên nhẫn với cái việc là họ sẽ không sa sả mặt bạn ngay rằng là ok em phải thế này hoặc là ok em đang giấu cái này không. Họ sẽ kiên nhẫn để mà lắng nghe bạn trải trải lòng mình với tất cả những cái tổn thương và những cái chia sẻ đó. Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là cái cuộc sống này nó còn muôn màu. Ở đây hiện lên rất là nhiều số 6. Cái số 6 đối với chị là một cái con số của reflection. Cái người này họ sẽ là cái tấm gương phản chiếu. Họ sẽ biết làm cái cách để cho bạn nhận ra rằng là bản thân bạn đang có cái shadow self cần phải làm việc. Bản thân bạn đang có rất là nhiều những cái phiên bản bóng tối cần phải đào sâu vào, cần phải chia sẻ và giải phóng ra, cần phải nhận biết và giải phóng nó, chữa lành cho nó. Chứ không phải là cứ cố gắng giấu nó đi. Bạn đang có một cái xu hướng ở trong những cái chuyện tình cảm là cố giấu đi những cái vòng lặp tiêu cực, những cái cảm xúc tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực của mình, giấu nhẹ nó đi và cố gắng trở thành một cái người tích cực hơn trong mối quan hệ tình cảm. Nhưng đó không phải là cách mà chúng ta làm việc. Cái người đó sẽ đủ cái kiên nhẫn và đủ cái mature, đủ cái sự trưởng thành để có thể giúp bạn lôi tất cả những cái bóng tối đó lên, lôi tất cả những cái thói thói hư tật xấu, tất cả những cái mà, và họ sẽ chỉ ra cho bạn hết tất cả những cái thói hư tật xấu của chính họ nữa, để cùng nhau giải quyết, để cùng nhau soi chiếu, để cùng nhau làm một cái gì đó, work on một cái sự xây dựng cho cái mối quan hệ, chứ không phải là chỉ là đến rồi là ngay từ lúc đầu có thể là bạn và họ có những cái attraction về mặt vật lý, có những cái sự thu hút về mặt vật lý, về mặt cơ thể, về mặt sexual rất là nhiều. Nhưng mà bạn sẽ hiểu rằng là lúc đầu bạn sẽ nghĩ rằng là ok, nó chỉ dừng lại đó, một cái người lại đến và họ chỉ, bạn sợ rằng họ lợi dụng mình, hoặc là nó chỉ giống như những cái người mà đến với bạn và có những cái khoảng thời gian ban đầu rất là nóng, rất là kiểu như là kết nối với nhau, nhưng sau đó nó cứ nguội dần, nguội dần, nguội dần. Thì cái người này họ sẽ làm cho bạn nhận ra rằng là những cái suy nghĩ và những cái niềm tin đó, tất cả những cái kết quả từ những cái mối quan hệ đó, nó đến từ cái việc rằng là bạn tin vào cái việc bạn không có giá trị. Cho nên nó cứ nguội dần, nó cứ bay màu dần, nó cứ bay màu dần, bởi vì bạn kiến tạo ra cái nguồn năng lượng đó. Bạn là cái gì thì bạn thu hút lại cái đó. Cho nên bạn cứ ở trong cái vòng lặp đó, thì cái vòng lặp đó nó cũng sẽ cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến bao giờ mà bạn giải phóng được cái niềm tin đó thì thôi. Ở đây bạn cũng có engagement. Yeah, một cái nguồn năng lượng, một cái kết quả khá là tích cực cho cái mối quan hệ này. Chị cảm thấy như cái người này nó giống như là một cái nguồn năng lượng của Godfather, kiểu như là của một cái người bố già, của một cái người mà đủ cái sự chững chạc để bao dung
đối với một cái người mà trải qua quá nhiều tổn thương như bạn. Mặc dù là Chi không nói rằng là bạn là một cái người yếu đuối đâu nhá, hay là phải ngã vào lòng một cái người nào đó để mới có thể chữa lành, không. Bạn đã làm được cái điều đó, bạn đã đang trên đường chữa lành cho chính bản thân mình rồi, nhưng bạn xứng đáng để mà mở lòng đón nhận một cái người nào đó đủ cái trưởng thành, đủ cái vững chãi để cho bạn dựa vào vai họ những cái lúc mà bạn cần, những cái lúc mà bạn muốn. Thậm chí là bạn không cần cái điều đó, nhưng mà những cái lúc mà bạn cảm thấy bạn muốn có một cái niềm vui nào đó trong cuộc sống, có một cái bờ vai nào đó trong cuộc sống, thì cái người này sẽ là cái người mà khiến cho bạn làm, khiến cho bạn tin vào cái điều đó. Các bạn có flirt, có thể là các bạn đã quen cái người này rồi và ở trong một cái trạng thái là tìm hiểu cái người này rồi. Yeah. Ban đầu cái mối quan hệ này nó sẽ rất là nhiều lửa, theo cái kiểu là kết nối hóa học với nhau, cái chemistry với nhau, hoặc là cái thậm chí là cái sexual với nhau, nó có rất là nhiều những cái sự kết nối, nó có rất là nhiều những cái trải nghiệm mới. Bạn và họ sẽ có thể là gặp nhau ở trong những cái chuyến retreat, hoặc là thậm chí ngay từ đầu gặp nhau đã đưa nhau đi những cái chuyến retreat rồi, hoặc là bạn với họ gặp nhau ở một cái nơi nào đó mà bạn đi du lịch tới, hoặc là bạn chuyển tới chẳng hạn. Thì ở đây chị nhìn thấy rằng là ngay từ lúc đầu nó có rất là nhiều niềm vui, ngay từ lúc đầu nó có rất là nhiều những cái mà trải nghiệm mới dành cho bạn, và bạn cảm thấy là rất là vui với tất cả những cái trải nghiệm này. Nhưng mà sau khi bạn trải nghiệm những cái niềm vui đó, hoặc là trong khi bạn trải nghiệm những cái niềm vui đó, thì bạn rất là sợ hãi, bản thân bạn cứ sợ cái vòng lặp đó và cái người đó, và bản thân bạn, chứ không phải là chỉ cái người đó, mà bản thân bạn cũng sẽ nhận ra tất cả những cái vòng lặp sợ hãi đó của mình. Cái việc rằng là bạn đã từng bị phản bội bởi một cái người giống như vậy, hoặc là bạn đã từng bị phản bội, hoặc là bạn đã từng thậm chí là gặp những một số những cái vấn đề về gia đình. Ở đây chị nhìn thấy một số những cái trường hợp vấn đề là bị bỏ rơi bởi bởi gia đình hoặc là người cha của mình chẳng hạn, nên có thể là bạn đang gặp một cái kiểu như là daddy issue á. Thì với cái mối quan hệ này nó sẽ làm cho bạn giải phóng được cái vết thương đó từ chính bạn, có nghĩa là bạn muốn làm cái điều đó và người ta sẽ kiên nhẫn giúp bạn nữa, hỗ trợ bạn nữa. Nhưng không phải là một mình người ta làm và bạn không làm gì cả, mà mình giải quyết được cái vấn đề đó. Các bạn có unrequited love và love flirt. Ở đây nó có hai trường hợp xảy ra, có thể là các bạn không ở cùng chung một miền đất, hoặc là bạn ở một cái hai bạn đang ở một hai cái đất nước khác nhau, hoặc là các bạn đang ở hai cái vùng đất khác nhau, vùng hai vùng địa lý khác nhau và không có quá là nhiều cái sự tương tác với nhau, hoặc là trong cái khoảng thời gian ban đầu mà các bạn tán tỉnh nhau, ban đầu mà các bạn vui đùa với nhau, sau đó sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó mà các bạn cắt liên lạc, hoặc là tự nhiên bạn cảm thấy vì cái bởi vì cái nỗi sợ, cái này là cái mà chị đã trải qua một lần rồi, trải qua không phải là một lần mà một vài lần rồi. Khi mà các bạn cảm thấy cái nỗi sợ đó ở trong mình á, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy muốn đẩy nó ra, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy là muốn đóng cửa lại, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn không còn hứng thú với cái mối quan hệ này nữa. Nhưng chị phải nói rằng đây sẽ là một cái nguồn năng lượng mà họ đủ cái kiên nhẫn để họ cho bạn thấy rằng là bản thân bạn cần mở lòng nhiều hơn. Bạn đã làm quá nhiều thứ, bạn đã trải qua tổn thương và bạn đã cố gắng rất là nhiều để chữa lành cái vết thương đó, và đây là cái lúc để bạn mở lòng cho tình yêu một lần nữa. Slow down nha. Hãy chậm lại. Cái điều là không có nghĩa rằng là bạn sau khi một cái khoảng thời gian vui đùa bạn sợ cái là sẽ thôi luôn. Nhưng cảm giác là cái mối quan hệ này như chị nói ngay từ đầu á, nó sẽ chậm nhưng mà nó sẽ chắc, nó sẽ vững chãi, nó sẽ đi cùng bạn một cái khoảng thời gian lâu dài. Practice compassion nha. Đây là một cái lá bài mà khi mà bạn bước vào một cái mối quan hệ thì cảm giác như bạn sẽ học được cái cách nhìn mọi thứ một cách bao dung hơn rất là nhiều, bao dung với chính bản thân mình, không phán xét bản thân mình vì đã trải qua rất là nhiều những cái tổn thương cũ, hoặc là trong từng ở trong trong những cái mối quan hệ mà bản thân mình cứ đổ lỗi cho bản thân mình rất là nhiều, hoặc là tha thứ cho chính những cái người partner, những cái người mà đã từng gây ra tổn thương cho bạn, thì bạn sẽ nhìn tất cả mọi thứ bằng một cái góc nhìn mới hơn rất là nhiều thông qua cái mối quan hệ này. Bạn sẽ học cái cách tha thứ, hoặc là trong những cái trường hợp mà chị cảm giác như là bước vào cái mối quan hệ này, romance và simple act of kindness nữa, chị cảm giác như là bước vào cái mối quan hệ này á sẽ là một cái mối quan hệ mà bạn sẽ chưa bao giờ có những cái trải nghiệm này đâu. Có nghĩa là cái người này có thể là họ cái hình tượng của họ, bạn cũng chưa bao giờ cảm giác là bạn sẽ bước vào cái mối quan hệ với một cái người như vậy. Bạn sẽ cảm giác là khi mà các bạn cãi nhau đi,
hoặc là khi mà bạn bắt đầu có những cái xung đột, có những cái mà trái chiều nhau đi, thì sẽ bạn bạn và cái người này sẽ không phải là cứ cãi nhau như những cái mối quan hệ cũ nữa, rồi là không nói chuyện với nhau như những cái mối quan hệ cũ nữa, mà các bạn sẽ điềm tĩnh, từ từ chậm lại, cho nhau không gian riêng, suy nghĩ và cùng ngồi xuống với nhau để giải quyết cái mối quan hệ này, để giải quyết những cái xung đột, để giải quyết những cái mà nó không là những cái vòng lặp của cả hai người. Cái người kia họ cũng sẽ có những tổn thương, bạn sẽ có những tổn thương. Và không nhất thiết là, thì đã từng nói rằng là không nhất thiết chúng ta phải hoàn toàn chữa lành thì mới có thể bước vào một cái mối quan hệ. Không phải là như vậy, nhưng chúng ta phải bước vào một cái mối quan hệ với một cái ý thức, một cái tâm thế rằng là bản thân mình và cái mối quan hệ này, cái mối quan hệ này chính là cái phản chiếu của cái năng lượng của chính bản thân mình. Cho nên là hãy học cái cách quan sát trong cái mối quan hệ để giải phóng những cái tổn thương cũ và xây dựng một cái mối quan hệ một cách vững chắc hơn. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải hoàn toàn heal mới bước vào một cái mối quan hệ, hoàn toàn chữa lành mới bước vào một cái mối quan hệ. Và cái mối quan hệ này nó sẽ làm cái công tác như vậy, làm cái công việc như vậy cho các bạn. Các bạn sẽ biết lắng nghe hơn, cái người này sẽ cũng sẽ biết lắng nghe hơn. Hai bạn sẽ dạy cho nhau cách chậm lại, vững chắc hơn, xây dựng một cái nền móng vững chắc hơn trước khi bước vào một mối quan hệ mà nó chính thức. Các bạn sẽ học cái cách chia sẻ, học cái cách mà có cái xung đột gì thì sẽ chấp nhận và ngồi xuống giải phóng, chia sẻ cùng với nhau. Bạn sẽ học cách là không phán xét tất cả những cái mà góc nhìn của nhau. Ví dụ như là ok, hôm nay em là một người thích ăn chay đi, anh là một người thích ăn thịt đi. Chỉ nói ví dụ như vậy thôi. Nhưng các bạn sẽ cùng chấp nhận cái điều đó ở nhau. Chấp nhận rằng là ok, em là một người theo cái niềm tin của em, anh là một người theo cái niềm tin của anh, nhưng chúng ta cùng ngồi xuống để mà trao đổi với nhau xem là ok, có những cái tích cực gì hay tiêu cực gì từ những cái niềm tin của cả hai người, và hòa quyện lại với nhau. Compromise, giải phóng tất cả những cái mà nó là cái sự hiểu lầm ở trong những cái vòng lặp cũ, hoặc là những cái sự chưa hiểu thấu đáo ở trong những cái vòng lặp cũ. Ngồi xuống để mà lắng nghe nhau nhiều hơn và tìm cách giải quyết hơn là cãi nhau một cái cách không aware được cái ego của mình, một cái cách không nhận thức được cái ego của mình. Trong cái lúc mà ngồi xuống giải quyết thì các bạn cũng sẽ học cái cách là quan sát là cái ego của mình đang như thế nào, tại sao mình lại nổi nóng. Bởi vì cái ego của mình nó tìm cái sự chứng minh từ bên ngoài, tìm cái sự... Từ bé giờ có thể là các bạn gặp một số những cái trường hợp của cái việc là không cảm thấy được, không được công nhận chẳng hạn. Thì trong cái mối quan hệ này, các bạn sẽ nhận thức được rằng là cái lúc nào là cái lúc mà tự nhiên mình tức giận lên vì mình không được công nhận. Thì hãy quan sát cái điều đó và các bạn sẽ nhận ra rằng là ok, có một cái vết thương của cái việc là mình không được công nhận từ bé đến giờ, nó cứ khiến cho mình cảm giác tức giận trong một cái mối quan hệ khi mà người ta không lắng nghe mình. Và hãy cùng nói cái điều đó ra cho người partner của mình biết, để hai bạn cùng hiểu cái vấn đề ở đây là cái gì và cùng giải quyết với nhau. Thì đó là cái một cái thông điệp ngẫu nhiên về chuyện tình cảm, về cái mối quan hệ sắp tới dành cho các bạn tụ 2. Chúc các bạn một cái hành trình mới trong cái câu chuyện tình cảm của các bạn. Chi sẽ kết thúc cái trà bà của tụ 2 ở đây. Cảm ơn các bạn đã like, đã comment, đã subscribe, đã ủng hộ donate cho kênh của Chi. Chi sẽ dừng lại cái tụ 2 ở đây và hẹn gặp lại các bạn tụ 2 vào những video lần sau. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến với tụ 3. Xin chào các bạn tụ 3. Các bạn có chai tinh dầu số 3. Chị không biết mùi này là mùi gì, không có đề tên cho nên là chị không biết, chị chỉ ngửi thấy cái mùi rất là thơm. Có một chút cam và mùi quế gì đấy. Dành cho các bạn tụ 3. Ta sẽ xem năng lượng miêu tả cái mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ 3. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ 3. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ 3.
Miêu tả mối quan hệ tiếp theo các bạn độ 3. Không biết tại sao tự nhiên cười. Miêu tả mối quan hệ tiếp theo của các bạn tụ 3. Bạn tụ 3 có một cái nguồn năng lượng của cái việc kiểu ôi đang không cần yêu đâu, đừng có ai đến với mình ý. Cảm giác như cái tụ 3 này bảo sao mà như cười đấy, có cảm giác là chỉ chọn cái tụ này ấy. Mà cảm giác như có một cái nguồn năng lượng kiểu của ôi nhưng mà bây giờ đang không muốn yêu ai. Các bạn kiểu như là không phải là hoàn toàn không muốn yêu ai, nhưng bạn nửa muốn có một cái mối quan hệ nào đó để cho vui nhà vui cửa, nhưng mà lại vừa chưa muốn yêu ai cả, vừa muốn đang hưởng thụ cái sự tự do và cái sự nuôi dưỡng chính bản thân này, cái sự tìm hiểu chính bản thân này và yêu thương chính bản thân này. Cho nên là chỉ có cảm giác như kiểu là các bạn đang chưa muốn bước vào một cái mối quan hệ nhưng vẫn muốn có một cái gì đấy fling ấy, có một cái gì đấy kiểu các bạn không biết, các bạn có biết fling kiểu fling mà kiểu như là chỉ muốn cái sự tán tỉnh một chút xíu, đi chơi hẹn hò với nhau, ở bên cạnh nhau, có một chút gì đấy kiểu hơn tình bạn dưới tình yêu ấy, kiểu như thế, trên tình bạn dưới tình yêu ấy. À, các bạn chưa muốn thực sự bước vào một cái mối quan hệ chính thức, các bạn đang tìm kiếm một cái gì đấy mà nó trải nghiệm thôi, bởi vì các bạn đang rất là có thể các bạn vừa mới bước ra khỏi một cái mối quan hệ lâu năm chẳng hạn, hoặc là đã bước ra khỏi một mối quan hệ lâu dài trong khoảng tầm 1 năm trở lại đây, 1 2 năm trở lại đây, cho nên là cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà các bạn vừa mới heal và vẫn đang heal, cho nên là bạn tự nhiên các bạn cảm thấy rất là yêu yêu bản thân mình trong cái khoảng thời điểm hiện tại, cho nên các bạn đang không muốn, chi không nói là bước vào một quan hệ thì sẽ bị ràng buộc, cái việc ràng buộc hay không là do chúng ta, cho nên là chi không nói là chúng ta bị ràng buộc nhưng mà các bạn vẫn đang cảm thấy là enjoy với cái cuộc sống độc thân của mình á, cho nên không biết là sắp tới và các bạn chỉ đến với cái video này nhằm mục đích là tò mò cho vui. Cảm giác là như thế, chứ các bạn không không muốn yêu đương chính thức hay là nghiêm túc tại thời điểm này. Ok, đủ chưa nhỉ? Thiếu cái gì không nhỉ? Chắc là đủ rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng xem. À, đủ không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, đủ rồi. Ok, các bạn có King of Swords. Nếu như tụ một là nguồn năng lượng của người kia, à đâu, tụ một hay tụ hai nhỉ, thì không nhớ nữa, thì cái King of Swords này chỉ cảm giác là cái nguồn năng lượng của các bạn ấy, nghĩa là các bạn đang rất là kiểm soát, không phải là kiểm soát mà kiểu như là cái tâm trí của bạn, nó mọi tầng của các bạn chứ không không chỉ là cái tâm trí của các bạn đang rất là cân bằng nó, các bạn đang rất là cân bằng và kiểu như là stand in your power ấy, kiểu như là cảm thấy là mình có tất cả mọi thứ ấy và mình đang rất là thoải mái với cái hành trình của mình, với cái tâm trí, cảm xúc cũng như là chặng đường tâm linh cũng như là cái cơ thể vật lý của mình, mọi thứ nó đang rất là hài lòng và các bạn đang ở trong cái quyền năng của mình. Đây là cái lá King of Swords. À, cũng có thể là các bạn thuộc cung khí thiên bình bảo bình song tử. Các bạn có Ten of Wands. Cảm giác như là các bạn tin rằng là các bạn có thể làm mọi thứ mà mình muốn, các bạn có thể tự một mình làm tất cả mọi điều mà mình muốn, thậm chí ở đây thì còn nhìn thấy có thể là các bạn là một bà mẹ đơn thân nữa hoặc là một ông bố đơn thân nữa, tùy nhá, có thể là một hai người sẽ phù hợp với cái câu chuyện này thôi, các bạn nếu như không liên quan tới các bạn thì các bạn không cần phải nhận cái thông điệp này, nhưng mà có thể trong cái tụ này các bạn có bố hoặc là mẹ đơn thân mà đang tận hưởng cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời ở trong cái, có thể là cái người con của các bạn đang ở cái độ tuổi mà các bạn có thể nghỉ ngơi được rồi và các bạn cảm giác là hoặc là vừa bước qua cái độ tuổi mà tự lớn, có thể tự ăn tự chăm sóc bản thân mình rồi, cho nên các bạn cảm giác là và cái người con này rất là độc lập, cho nên bạn cảm giác là bạn có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, bạn có thể hoàn toàn thư giãn hơn với cái cuộc sống của mình và bạn cảm thấy rất là hài lòng. Các bạn có Six of Pentacles. Đang khá rất là nuông chiều bản thân ấy và đang cảm thấy rất là hài lòng với cái cuộc sống của mình, với cái công việc của mình, với những cái đồng tiền mà mình làm ra, với cái cho dù là bạn có con hay chưa.
Không nhất thiết, cái thông điệp này là cái thông điệp tiếp theo rồi nhá. Bạn đang cảm giác như là rất là độc lập, bạn cảm giác như là mình có đủ cái khả năng để tự làm mình vui, cho nên là mình đang không cần thiết là phải bước vào một cái mối quan hệ nào với ai cả. Các bạn có Ten of Pentacles. Các bạn có Ten of Cups nha. Chứ không, thực chất là chị chưa nhìn thấy hết cái mối quan hệ sắp tới, nhưng trước hết là chị phải cảm nhận một cái nguồn năng lượng trọn vẹn trong chính các bạn. Một cái nguồn năng lượng mà các bạn đang ở đỉnh cao của cái chu kỳ này á, đang ở cái trăng tròn, cái full moon ở cái chu kỳ này á, có nghĩa là cảm giác rất là hài lòng với tất cả mọi thứ, cảm giác đầy đủ về mọi mặt, cảm giác bạn bè rồi làm gia đình của mình khỏe mạnh và tất cả mọi thứ nó rất là thịnh vượng. Không nhất thiết là các bạn phải có rất là nhiều tiền, nhưng mà các bạn hài lòng với tất cả những cái gì mình đang có. Hoặc thậm chí rằng là có một số bạn xem cái tụ này, các bạn vừa mới cưới, nhưng các bạn vào xem cho vui và các bạn muốn nghe xem là sắp tới thì cái mối quan hệ của mình nó sẽ như thế nào. Đó, đó là những gì mà chị đang cảm nhận được. Các bạn có The Empress, yeah, một cái người cực kỳ là quyền năng và không cần ai hết. Ok, chị sẽ lật hết bài lên xem có nguồn năng lượng của cái mối quan hệ sắp tới không nhé. Ok, The Magician. Đến cái lá này thì chị đã cảm nhận được một chút của cái nguồn năng lượng mối quan hệ sắp tới này. Có thể đây là một cái mối quan hệ mà các bạn đang manifest, các bạn đang dùng luật hấp dẫn để thu hút. Nhưng mà chị không cảm giác được là các bạn thu hút một người cụ thể nào cả, mà các bạn thu hút một cái mối quan hệ mà như chị nói lúc đầu á, đủ fun, đủ thích thú, đủ cái sự flirt tán tỉnh, đủ cái sự kết nối để có thể làm một cái người mà trên tình bạn dưới tình yêu đối với các bạn á. Hình như đây cũng là cái tụ ba của cái thông điệp tình yêu của các bạn mới đây hay sao á, cái video thông điệp tình yêu á, cảm giác như là các bạn cảm thấy rằng là như thế là đủ ấy, các bạn cảm thấy một cái người mà các bạn có thể chia sẻ như thế là đủ, thì sắp tới các bạn sẽ gặp một người như thế. Có thể là cái người đó sẽ thuộc cung Market, có thể là sẽ thuộc cung Market, hoặc là có thể là sẽ thuộc cung đất, các cung đất khác như là Market, Kim Ngưu, Xử Nữ. Đó. Và cũng có thể bạn thuộc cung 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 đất nữa. Thì chị cảm thấy cái nguồn năng lượng đó từ The Empress. Tiếp theo là các bạn có The Chariot. Ok. Các bạn có The High Priestess. Wow. Các bạn đúng là đang ở stand in your power ấy. Hay là các bạn đang ở trong cái nguồn năng lượng kiểu như là các bạn là goddess, các bạn là nữ thần của tất cả mọi thứ, chứ không cần biết là các bạn thuộc giới tính gì nhá, nhưng mà cái nguồn năng lượng feminine của các bạn, cái sự nuôi dưỡng ở trong các bạn nó rất là lớn, cái sự trực giác, cái sự cảm xúc nó rất là dồi dào, các bạn cảm thấy yêu tất cả mọi thứ xung quanh, và thậm chí là các bạn đang ở trong một cái môi trường mà các bạn cảm thấy các bạn kết nối với thiên nhiên, các bạn kết nối với đất mẹ, các bạn kết nối với vũ trụ, các bạn kết nối với trực giác, các bạn kết nối với tâm linh một cách rất là mạnh mẽ, và các bạn chỉ cần cái điều đấy thôi, chỉ cần và kết nối với chính bản thân mình rất là mạnh mẽ, cho nên là các bạn rất là trân trọng cái khoảng thời gian này. Tuy nhiên thì vẫn rất có thể là với một số trường hợp ở đây, trong cái khoảng thời gian mà rất sớm sắp tới, trong khoảng tầm từ từ 3 đến 7 tháng sắp tới, từ 3 đến 6 tháng thôi, các bạn sẽ gặp một cái người mà họ có cái nguồn năng lượng rất là trẻ trung, họ có cái nguồn năng lượng, có thể là cái người này nó cùng với cái tầm tuổi, độ tuổi của các bạn. Chỉ cảm giác như 9x, các bạn là 9x á. Và bạn sẽ gặp một cái độ tuổi cũng ở trong cái khoảng thời điểm 9x, 8x của các bạn. Và cái nguồn năng lượng này sẽ là một cái nguồn năng lượng mà nó khá là như kiểu bạn bè với các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bạn một chút tán tỉnh, một chút vui vẻ. Các bạn có Ace of Chalice nữa. Yeah, chắc chắn là sẽ có một người mới đến. Một cái mối quan hệ tình cảm mà chị nhìn thấy là nó bắt đầu từ cái nguồn năng lượng sẻ chia nhiều hơn. Có thể là cái người này họ đang cảm thấy rằng là bạn bạn tự làm rất là nhiều việc và họ muốn là giúp, họ muốn giúp mặc dù là bạn chẳng cần giúp đâu, nhưng mà họ rất là muốn giúp và hãy mở lòng để cho họ giúp bạn, cho dù đó là công việc gì đi chăng nữa, hay là điều gì mà bạn đang 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 cần cái sự sẻ chia, hoặc là bạn muốn sẻ chia một cái câu chuyện nào đó, muốn bớt cái gánh nặng của mình về mặt năng lượng cho một ai đó, thì mặc dù bạn không cần cái điều đó đâu, bạn đang đứng ở trong cái nguồn năng lượng quyền năng của mình, nhưng mà cái người này sẽ đến và làm cho các bạn cảm thấy nhẹ nhẹ bẫng đi rất là nhiều. Và cái người này á, cái người này và bạn á, cả hai đều rất là trọn vẹn, có hai cái lá 10 xuất hiện ở đây, chỉ cảm giác như cả hai bạn đều vừa mới kết thúc một cái chu kỳ khá là nhọc nhằn, Ten of Wands, mà có ba lá 10 ở đây luôn, thì các bạn vừa mới kết thúc Ten of Wands, thì các bạn đang chạm tới cái Ten of Cups và Ten of Pentacles, thì các bạn gặp nhau kiểu như vậy, có nghĩa là hai người cùng gặp nhau ở trong cái trạng thái là
là họ thì là the magician, bạn thì là the high priestess ấy, kiểu như vậy. Họ là một cái người mà một cái nhà giả kim đã bước qua rất là nhiều điều và mang tất cả những cái điều đó để xây dựng thành cái con người trưởng thành của họ như bây giờ. Thì trong cái hành trình tâm linh của họ thì và khám phá bóc tách và phát triển chính bản thân họ, thì bạn cũng như vậy, và bạn đang trở thành một the high priestess. Bạn có rất là nhiều những cái kết nối sâu sắc hơn với chính cái linh hồn của mình, với chính bản thân mình, và chính những cái vũ trụ xung quanh mình. Thì hai bạn đến với nhau như thế này này, mọi thứ nó hòa quyện vào nhau, mọi thứ nó rất là trọn vẹn, nó rất là đầy đủ. Ở đây thì nó có hai cái la ten of cup và ten of pentacle, thì nó có đôi chút một cái nhá hàng vào cái tương lai của các bạn có thể là đến với nhau về mặt gia đình, kết nối với nhau về mặt gia đình, nhưng đó là câu chuyện của sau này, chúng ta không cần quá quan tâm đến cái điều đó. Nhưng trước hết là nhìn thấy là các bạn đến với nhau một cách rất là trọn vẹn và hòa quyện, các bạn đến với nhau một cách rất là bằng nhau ấy, nghĩa là rất là bằng ạ, không có ai trên, không có ai dưới, cái tần số nó rất là bằng nhau, nó rất là công bằng với nhau, kể cả là về mặt vật chất hay là về mặt cơ thể vật lý, có cái sự khỏe mạnh, có những cái niềm tin về 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 ví dụ như là có những cái sở thích về mặt thể thao giống như nhau chẳng hạn, về hoặc là về mặt rèn luyện cơ thể, sức khỏe giống như nhau chẳng hạn, chế độ ăn uống giống như nhau chẳng hạn, những cái sở thích ăn uống giống như nhau chẳng hạn, hoặc là những cái niềm tin về tâm linh, những cái niềm tin về vũ trụ, những cái niềm tin về cái thái độ, hoặc là niềm tin về công việc sự nghiệp nó cũng giống nhau, tài chính nó cũng giống như nhau chẳng hạn. Có nghĩa là một cái same page, một cái nồi nào úp vung nấy kiểu như vậy. Các bạn có past life relationship, cái tension giữa các bạn, cái sự kết nối giữa các bạn nó cũng sẽ rất là mạnh mẽ. Có thể đây là một cái người mà bạn cũng đã từng gặp ở trong quá khứ rồi, nhưng mà chưa ở trong mối quan hệ bao giờ, có nghĩa là đã từng gặp rồi, đã có từng có cái sự kết nối rồi, nhưng mà các bạn không nghĩ là các bạn đến được với nhau, hoặc là các bạn không nghĩ rằng là đó là chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một cái người mà sẽ dành cho mình ở trong mối quan hệ tình cảm chẳng hạn, hoặc là các bạn có những cái nguồn năng lượng mà đến từ kiếp trước, những cái sự kết nối nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái đó nó không không phải là quan trọng. Cái lá này nó hiện hiện lên chỉ muốn nói một điều là các bạn sẽ có một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ, các bạn sẽ cảm giác như các bạn đã biết nhau từ rất là lâu rồi. Nhờ chúng ta không cần quá quan tâm đến cái việc là kiếp trước có gặp nhau hay không, bởi vì thực chất ra tất cả những cái mối quan hệ mà nó đến với các bạn ở trong một kiếp này á, nó đều sẽ có một cái liên kết karma nào đó đến từ những kiếp trước của các bạn. Các bạn có chemistry, hai bạn sẽ rất là kết nối với nhau một cách rất là lạ lùng ấy mọi người. Cái cảm giác nó kiểu như là hai người rất là hài lòng với cuộc sống của chính mình, và tự nhiên gặp hai hai cái giống nhau ấy. Tự nhiên gặp một cái phiên bản giống mình là nữ, hoặc là gặp một cái phiên bản giống mình là nam, thì tự nhiên các bạn có kết nối thôi, và kết nối một cách rất là mạnh mẽ và rất là vui. Chi cảm nhận được cái nguồn năng lượng này nó rất là vui và nó rất là quyền lực. Chứ có một cái cảm giác như nếu các bạn đến với nhau và quyết định đến với nhau nữa ấy, thì cái mối quan hệ này, cái cặp đôi này sẽ là một cái cặp đôi khá là quyền lực, một cái cặp đôi khá là quyền lực, theo kiểu là có thể là các bạn được biết đến nhiều ở trong cái cộng đồng của các bạn, hoặc là các bạn có một cái vị trí nào đó trong công việc của các bạn rất là vững chãi chẳng hạn. Một cái cặp đôi mà kiểu trông, hoặc là quyền lực về mặt năng lượng, có nghĩa là trông các bạn rất là hợp nhau, trông các bạn rất là đẹp đôi, trông các bạn rất là kiểu như là hạnh phúc ấy, kiểu như vậy. Và rất là nhiều người sẽ vun vào cho các bạn, kể cả là hai bên, kể cả là các bạn có quyết định là đến với nhau hay không, thì hai bên gia đình của các bạn sẽ rất là vui vẻ với nhau. Nghĩa là kiểu như là gia đình bạn sẽ rất là vui khi mà bạn quen với người này, làm bạn với cái người này, hoặc là gia đình của người kia cũng thế, kiểu như vậy. Các bạn có codependency và give your relationship a chance. Thực ra thì mối quan hệ nào các bạn bước vào, các bạn cũng sẽ có một cái nỗi sợ thôi, kể cả là nó nhỏ bé hay là không, bởi vì tất cả chúng ta đến với cái thời điểm này thì chúng ta đều trải qua những cái tổn thương nhất định ở trong cái hành trình của mình. Và tất nhiên rằng là bạn cũng sẽ có những cái vòng lặp của cái sự phụ thuộc, hay là người ta cũng sẽ có những cái vòng lặp của cái sự phụ thuộc về cái việc rằng là mình đã từng rất là sợ bị bỏ rơi, mình đã từng rất là lụy thuộc và phụ thuộc vào những cái mối quan hệ, và đã phải trải qua rất là nhiều thứ, trải qua rất rất là nhiều những cái vòng lặp và những cái sự chữa lành để có thể giải phóng với cái điều đó. Tất nhiên là có thể bây giờ các bạn chưa hoàn toàn, và tất nhiên rằng chúng ta không thể nào mà hoàn toàn giải phóng 100% được tại cái thời điểm mà chúng ta vừa mới bước ra khỏi những cái mối quan hệ kiểu như vậy.
Nhưng mà không nhất thiết rằng là các bạn phải chờ đến khi nào, như chị nói với tụ hai, không nhất thiết là phải chờ đến khi nào mà kiểu hoàn toàn giải phóng và hoàn toàn heal được thì các bạn mới có quyền bước vào một mối quan hệ. Không phải, cái mối quan hệ quan trọng là các bạn bước vào một cái mối quan hệ và các bạn mang cái sự quan sát của mình vào cái mối quan hệ đó, để các bạn có thể quan sát những cái vòng lặp của mình, quan sát những cái shadow self, những cái bóng tối của mình để có thể giải phóng nó. Thì ở đây nó có một cái give your relationship a chance. Hãy chị cảm giác nhá, là cái người này sẽ là cái người phải chủ động với bạn rất là nhiều, bởi vì bạn đang rất là vui tươi với cuộc sống của mình và không không cần cái bất kỳ một cái mối quan hệ tình cảm nào á. Nhưng các bạn muốn muốn have fun, các bạn muốn trải nghiệm nó, thì cái người này sẽ là cái người mà họ sẽ dành cho bạn rất là nhiều tình cảm, và họ muốn rằng là bước thêm một cái bước nữa với các bạn. Có thể là đang là bạn bè thì họ muốn hẹn hò với bạn trên danh nghĩa là một cái mối quan hệ tình cảm, hoặc là họ muốn bước lên trên một bước nữa với bạn, là từ cái việc là đang trên tình bạn dưới tình yêu thì họ muốn bước vào một mối quan hệ chính thức với bạn chẳng hạn. Thì đó, cái mối quan hệ tiếp theo của bạn nó sẽ như vậy, và cái người đó sẽ là cái người mà chủ động. Cái The Magician ở đây là một cái nguồn năng lượng rất là chủ động trong cái hành động của mình, trong cái suy nghĩ, trong cái cảm xúc của mình. Thì cái người đó rất là active, cái người đó rất là chủ động trong cái nguồn năng lượng của mình. Và cái người đó sẽ là cái người mà cái The Magician nó ở cạnh cái The Empress này. Rất là thú vị một cái là làm cho Chi cảm nhận được cái anh này sẽ là cái anh mà phải bước tới cái cô này rất là nhiều hơn ấy. Không quan trọng là các bạn giới tính gì nhá, Chi nhắc lại một lần nữa, bởi vì các bạn hỏi rất nhiều đến cái vấn đề là cái trả bài này có dành cho LGBT hay không, hay là như thế này. Chi không bao giờ có cái sự phân biệt rằng là các bạn có được xem những cái clip tình cảm của Chi hay không, bởi vì Chi chỉ quan trọng là người này, trong một người sẽ có nguồn năng lượng nam tính, nguồn năng lượng nữ tính thôi, chứ còn các bạn là giới tính gì cũng được, không quan trọng. Nhưng mà cái người đó, cái người đối phương của bạn ấy sẽ là cái người mà chủ động với bạn nhiều hơn rất là nhiều, và phải tiến tới để giành lấy cái sự chú ý của bạn. Cái người này cũng là một cái người rất là mạnh dạn, một cái người mà khá là bạo trong chuyện tình cảm và khá là chủ động trong chuyện tình cảm, cho nên là họ sẽ tiến tới bạn, họ nhìn bạn như một goddess ạ. Họ nhìn thấy bạn và họ rất là ngưỡng mộ cái nguồn năng lượng đó, họ rất là cảm thấy rằng là bạn là một cái nguồn năng lượng xứng đáng để cho bạn đầu, để cho họ đầu tư, để cho họ phải phải đầu tư cái thời gian và đầu tư cái sức lực của mình để có thể win you over ấy, kiểu như là giành lấy cái trái tim của bạn á, giành lấy cái sự cởi mở của bạn, giành lấy cái sự cái chìa khóa để bước vào trái tim của bạn ấy, kiểu như vậy. Thì cái anh này là một cái anh mà sẽ phải chủ động rất nhiều trong cái công cuộc tán tỉnh bạn. Nhưng mà nó là một cái cuộc rất là vui, chứ không phải là... Có thể là cái anh đó cũng gặp khá là nhiều vấn đề trong cái việc lụy thuộc và phụ thuộc vào việc tình cảm. Nhưng mà trong cái mối quan hệ này khác với tụ 2, cái người kia sẽ hỗ trợ bạn và sẽ chỉ ra cho bạn rất là nhiều. Thì cái tụ 3 này là cái tụ mà bạn sẽ chỉ ra cho cái người đấy rất là nhiều cái vấn đề của họ ở trong những cái mối quan hệ tình cảm. Không có nghĩa là họ độc hại với bạn, mà là họ chưa hoàn toàn nhìn thấy và nhận thức được một số những cái vòng lặp của họ trong chuyện tình cảm. Thì bạn với tư cách là một cái người mà đã từng trải qua rất là nhiều, từng chữa lành cho bản thân mình rất là nhiều để đến với cái bước của, đến với cái vị trí của The High Priestess và The Empress á, bạn sẽ cùng nuôi dưỡng với họ, bạn sẽ cùng chỉ ra cho họ thấy rất là nhiều những cái vòng lặp về mặt lệ thuộc, về mặt phụ thuộc của họ vào một cái mối quan hệ tình cảm nào đó, và để cho họ hiểu ra nhiều hơn trong cái hành trình này và bước vào một cái mối quan hệ một cách vững chãi hơn, một cách trưởng thành hơn. Nếu các bạn có wisdom. Authority, fertility, victory, success. Wow. Toàn bộ tất cả là những cái lá rất là lớn mọi người ạ. Thậm chí là có đến 1, 2, 3, 4 trên 5 là Major Arcana. Là những cái lá mà thuộc bộ nhánh trọng đại, thuộc Major Arcana. Có nghĩa là những cái xoay chuyển cực kỳ lớn và cực kỳ quyền năng ở trong cái nguồn năng lượng của các bạn. Các bạn có thấy là authority ở đây và fertility ở đây á, ở trong tarot nó là The Emperor và The Empress. Các bạn là một cái cặp đôi mà cực kỳ ổn định, cực kỳ cân bằng, cực kỳ biết chỉ ra cho nhau, soi chiếu nhau, cực kỳ biết chia sẻ với nhau và khiến cho nhau trở thành một cái cặp đôi rất là quyền năng như thế này. Các bạn đúng là một cái nghĩa của cái việc là cặp đôi quyền năng luôn ấy. Và thậm chí là kể cả là các bạn chẳng đến với nhau trong chưa chính thức bước vào một cái mối quan hệ đâu, nhưng mà ngay từ đầu là các bạn đã rất là hợp nhau rồi, và thậm chí sau này có thể là các bạn sẽ đến với nhau trong hôn nhân nữa. Thì cái đấy là cái chuyện xa xôi sau này đó, và đó là cái quyết định của các bạn. Không nhất thiết là chúng ta phải dự đoán cái điều đó ở đây, nhưng mà ý Chi nói ở đây là cái hình ảnh của các bạn nó sẽ rất là quyền lực, nó sẽ là một cặp đôi rất là quyền lực, kể cả là các bạn quyết định là tiến tới với nhau hay là trở thành bạn thân của nhau hay là tri kỷ của nhau, thì các bạn cũng là một cái cặp đôi rất là quyền lực khi xuất hiện trước
trước tất cả mọi người, hoặc là thậm chí là chả xuất hiện trước mặt ai cả, nhưng mà các bạn cảm nhận được cái sự quyền lực đó ở trong chính các bạn. Một cái người mà cân bằng, một cái người mà mang lại masculine, một cái người mang lại cái feminine ở trong cái mối quan hệ này, và hai bạn như kiểu là yin và yang hòa hợp lại với nhau ấy, kiểu như vậy. Và trong cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ có thể là cả hai các bạn đều đi theo cái hành trình tâm linh chẳng hạn, hoặc là các bạn đều là những healer chẳng hạn, hoặc là các bạn đều học về năng lượng, hoặc là đều hứng thú với những điều đó chẳng hạn, không nhất thiết. Nhưng mà nếu như một số trường hợp sẽ như vậy, và các bạn có thể là cả hai các bạn đều là nhà giáo chẳng hạn, hiểu như vậy. Nhưng mà trong hai các bạn có rất là nhiều những cái sự thông thái đến từ cái chặng đường của chính mình, đến từ cái hiểu biết, từ cái nhận thức ở trong chính cái hành trình của mình. Nó không phải là những cái gì fluffy, phù phiếm, mà nó là những cái mà đến từ chính cái hiểu biết của chính cái trải nghiệm của các bạn. Và các bạn sẽ hòa quyện tất cả những cái trải nghiệm, những cái sự thông thái đó vào với nhau, và balance victory, một cái vinh quang trong cái câu chuyện tình cảm của cả bạn và của cả người đó. Nó sẽ là cái sự cân bằng rất là hoàn hảo. Các bạn cũng sẽ có the only thing that is real is love nha. Các bạn sẽ học được cái điều này ở trong cái mối quan hệ của mình. Các bạn sẽ học được cái cách là bước ra khỏi cái sự sợ hãi của mình, bước ra khỏi cái bức tường của mình. Có thể là các bạn chạm tới cái sự chữa lành, chạm tới cái đỉnh cao của cái chặng đường của các bạn cảm thấy là trọn vẹn mà không cần ai cả. Nhưng không có nghĩa rằng là những cái vòng lặp đó nó không quay lại, hoặc là không có nghĩa rằng là tất cả những cái tổn thương nó hoàn toàn đã được chữa lành và giải phóng. Không phải, nó có những cái điều mà các bạn cần phải phá vỡ hơn, và bước vào một cái mối quan hệ sẽ giúp các bạn làm cái điều đó và tìm ra được rằng là chỉ có cái tình yêu vô điều kiện nó là cái điều mà duy nhất tồn tại lại sau tất cả mọi thứ. Các bạn có treasure your loved one, các bạn sẽ dành rất là cái nguồn năng lượng của cái mối quan hệ này. Have faith nữa này, relationship pattern, và be willing to express love. Yeah, cái mối quan hệ này nó sẽ dạy cho các bạn cảm tưởng nhé, nó sẽ dạy cho các bạn lên một cái tầm cao hơn nữa. Tức là các bạn đang ở từ High Priestess, The Empress, The Magician rồi. Các bạn đã đạt được cái việc là đã chữa lành rất là nhiều, đã sống một cách rất là awareness, sống một cách rất là có nhận thức, và sống ở trên cái chặng đường, đang bước tiếp trên cái hành trình của mình. Nhưng mà khi mà bước vào một cái mối quan hệ tình cảm mà có cái sự nhận thức kiểu như này, và có cái sự thông thái kiểu như này, các bạn sẽ nâng cái hành trình chữa lành của mình lên một cái bậc nữa, phá bỏ và phá gỡ, bóc tách ra nhiều hơn nữa những cái tổn thương của mình, những cái vòng lặp ở trong những cái mối quan hệ. Không phải là chúng ta sẽ hoàn toàn, các bạn ở cái vị trí này là các bạn đã hoàn toàn phá vỡ được tất cả mọi thứ, giải phóng được tất cả mọi thứ, không phải. Các bạn phải hiểu là những cái block đó, những cái tổn thương, những cái mà block, những cái khối chặn đó, nó hình thành rất là nhiều kiếp, nó hình thành qua rất là nhiều kiếp, qua rất là nhiều vấn đề trong suốt hai mươi mấy, ba mươi mấy năm rồi các bạn sống trên cuộc đời này. Và mọi thứ nó sẽ dần dần được bóc tách như củ hành, bóc tách dần. Thì phải có cái trải nghiệm để mà nó lặp lại cái vòng lặp cũ thì nó mới bóc tách được, nó mới giải phóng được. Thì các bạn đừng bước vào cái hành trình đó, và hãy mở lòng với cái hành trình đó, đừng sợ. Thì cũng không cảm giác là các bạn sợ hãi quá là nhiều. Các bạn đã quyết định rằng là sẽ cho một cái mối quan hệ tình cảm một cái cơ hội để mình có thể bóc tách nhiều hơn, để mình có thể quan sát nhiều hơn và trải nghiệm cái thử thách để mà bóc tách cái tổn thương, giải phóng tổn thương nhiều hơn, chữa lành nhiều hơn, cũng như là trải nghiệm cái cuộc sống này một cách ý nghĩa hơn với những cái tình yêu. Tình yêu nó là những cái gia vị rất là mặn mà trong cuộc sống. Và hãy mở lòng, nếu như mà vũ trụ ban cho mình một cái tình yêu nào đó thì hãy đừng sợ và mở lòng với cái tình yêu đó. Bởi vì các bạn bây giờ hoàn toàn là những cái người mà có đủ cái nhận thức, có đủ cái sự quan sát để có thể bước vào một cái mối quan hệ mà có cái sự quan sát, có cái sự chia sẻ, có cái sự thông thái rồi. Cho nên là đừng sợ hãi. Không phải là chúng ta lặp đi lặp lại cái vòng lặp của mình một cách y hệt như cũ, chắc chắn là sẽ không thể nào y hệt như cũ được. Cho nên là đừng có sợ, bởi vì các bạn đã nhận ra cái điều đó rồi thì nó sẽ không thể nào mà như cũ được. Các bạn sẽ chỉ bóc tách nó nhiều ra thêm, cái bóc tách nó kỹ hơn nữa để giải phóng nó một cách trọn vẹn hơn, tìm về cái mở ra cái trái tim của mình một cách cởi mở hơn, để trọn vẹn cái linh hồn và cái hành trình của mình hơn với những cái trải nghiệm mới. Thì cái người này cũng sẽ là một cái người mà cho bạn cái cảm giác đấy, họ sẽ cho bạn cái cảm giác rất là được nâng niu, được trân trọng. Và cái người này họ cũng cho bạn cái cảm giác là bạn còn cái hy vọng, bạn còn cái niềm tin vào tình yêu, và bạn biết rằng là đây sẽ là một cái mối quan hệ với tình yêu vô điều kiện, với một cái tình yêu mà nó cái tình yêu nó lớn hơn cái tình yêu đôi lứa mà từ trước giờ các bạn trải nghiệm rất hơn rất là nhiều.
một cái tình yêu với vạn vật vạn người, một cái tình yêu mà vô điều kiện, một cái tình yêu sẵn sàng trao gửi yêu thương, sẵn sàng trao gửi cái lòng tốt của mình, sẵn sàng trao gửi cái sự bao dung từ bi, sẵn sàng trao gửi cái sự chia sẻ thấu hiểu cảm thông của mình với cái đối phương của mình, với một cái người nào đó mà họ cũng làm được cái điều đó đối với mình đó. Và bạn sẽ học được cách be willing to express love, bạn sẽ học được cái cách mà sẵn sàng để trao gửi cái yêu thương của mình cho những người khác, cho dù là bạn biết rằng là cho dù là bạn có trải nghiệm những cái vòng lặp cũ hay không, hay là bạn còn gặp khó khăn hay không, thì bạn cũng sẽ biết rằng là tất cả những cái điều đấy nó sẽ đến bởi vì nó có cái lý do của nó, và bạn đã lên level của mình rồi cơ mà. Bạn đã sẵn sàng để mà đối mặt với những cái vòng lặp, với những cái relationship pattern, để có thể chính thức giải phóng nó bằng cái cách bóc tách nó một cách trọn vẹn hơn. Thì đó là cái mà Chi dành cho tụ ba. Cái con số 10 ở đây nó xuất hiện rất là nhiều. Có thể là vào tháng 10 hoặc 10 ngày nữa, 10 tuần nữa, hoặc là vào ngày mùng 10 của tháng nào đó, của tháng 4 chẳng hạn, ngày mùng 10, 11 của tháng 4 chẳng hạn, thì rất có thể là bạn sẽ gặp cái mối quan hệ này, hoặc là rất có thể là bạn đang gặp cái mối quan hệ này rồi, và đến cái ngày đó nó sẽ bước lên một cái bước mới, nó sẽ sang một cái trang mới chẳng hạn, hoặc là bạn sẽ gặp một cái vòng lặp nào đó vào cái ngày đó, và bạn sẽ khám phá ra một cái sự thông thái mới, khám phá ra một cái nhận thức mới, khám phá ra một cái bài học mới, bóc tách ra một cái tổn thương mới để mà giải phóng, chữa lành một cái vết thương mới ở bên cạnh nhau và chia sẻ cái điều đó. Và cái người này là một cái người rất là biết lắng nghe, cảm giác là như vậy. Cái người này sẽ là một cái người rất là biết lắng nghe, và bạn cũng sẽ rất là lắng nghe họ. Bạn sẽ là một cái người rất là nuôi dưỡng và để cho họ có thể hiểu được một số những cái vấn đề tồn đọng lại của họ, ở trong cái năng lượng của họ, ở trong cái năng lượng yêu thương của họ, ở trong cái những cái shadow self, những cái bóng tối của họ. Hãy cho cái mối quan hệ này một cơ hội nếu như nó đến với bạn trong khoảng thời gian sắp tới ha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tụ ba đã đến với trải bài của Chi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã like, đã comment, đã subscribe, đã donate ủng hộ cho kênh của Chi trong suốt thời gian qua. Nếu như mà cái trải bài này có liên quan đến bạn thì hãy kể cho Chi câu chuyện của bạn ở bên dưới. Còn nếu như các bạn chưa gặp thì hãy cứ hưởng thụ cái nguồn năng lượng của The Empress và High Priestess này của mình trong thời điểm này đi. Vì Chi biết rằng là mọi người đang rất là vui vẻ với nó. Nhưng mà sắp tới các bạn sẽ, nếu như các bạn chưa gặp thì sắp tới các bạn cũng sẽ gặp một cái người rất là thú vị, để cho các bạn đủ cảm giác là mình mong muốn mở lòng mình hơn với một cái nguồn năng lượng của tình cảm. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị sẽ gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Tạm biệt mọi người và chúc mọi người một cái chu kỳ mới, một cái trang mới thật là nhiều tốt đẹp và may mắn. Bye bye.